Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có thêm một chiếc xe Fortuner. Chiếc này của em là phiên bản máy xăng, số tự động, một cầu, màu trắng, biển số Sài Gòn. Xe chạy mới có 9.000 km thôi. Chiếc này là xe nhập khẩu. Và hiện tại nếu như mà mua mới thì anh chị cũng phải ký chờ đặt hàng khá là lâu mới có thể có được một chiếc xe Fortuner này, máy xăng này. Đó. Chiếc này nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia. Máy xăng số tự động và trên thị trường thì chắc chắn luôn là không có nhiều đâu ạ. Sản xuất năm 2020, chạy 9.000 km cho một chiếc Fortuner. Thật sự là siêu đẹp. Sơn zin của nó lên đến còn nguyên đến khoảng tầm 95% ạ. Sơn zin còn nguyên khoảng 95%. Lốp thì mới chạy có 9.000 km thôi, còn rất là mới. Mỗi một đời lốp của Fortuner này nếu như mà chạy giữ gìn, có người chạy lên đến 10 vạn km mới phải thay lốp. Còn nếu trung bình ít nhất thì cũng phải chạy được 7-8 vạn đó mới phải thay lốp xe này. Nên là quý vị và anh chị yên tâm, mới chạy có 9.000 km thôi, lốp này thì gần như là mới. Trước đây thì Fortuner còn có một cái tên gọi khá là nổi tiếng là Thánh Lật. Tuy nhiên là cái đời này nó đã có cân bằng điện tử và hệ thống xe nhập khẩu này đã tăng thêm option rất là nhiều. Đặc biệt là ở cái mức tiêu hao nhiên liệu, cá nhân em thấy nó thay đổi khá là nhiều. Trước đây nếu như đời trước thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó, máy xăng một cầu, nó không ăn dưới 13-14 lít đâu ạ. Tuy nhiên là đời này thì tiết kiệm rất rất nhiều luôn. Đời này chỉ hết khoảng tầm 9 lít thôi, khoảng 9 lít trên 100 km. Đó. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó đã thay đổi hoàn toàn. Hàng ghế sau thì gần như là chưa có người ngồi. Đó. Gập lên để đồ khá là rộng rãi. Ở hàng ghế thứ hai chúng ta vẫn có thể gập lên được để chúng ta để đồ. Tất cả những cái ốp này thì đều được lắp thêm. Đó, lắp thêm ạ. Trên cái bản máy xăng một cầu số tự động này thì chưa được trang bị cốp điện. Và nếu như muốn mua bản full thì nó là bản hai cầu mới có cốp điện, giá hoàn toàn khác luôn, giá nó rất là đắt. Chiếc xe này nếu như anh chị nào thích cốp điện chúng ta có thể lắp ngoài được. Ngoài ra thì chiếc xe này của em được chủ xe lắp thêm một bộ cảm biến áp suất lốp rồi. Đó, những cái đấy là được lắp thêm, kể cả bậc dẫm này, cái inox này đều được lắp thêm ạ. Hoặc là cái ve che mưa này, đó cũng được lắp thêm hết. Xe thì còn rất là mới, từ nội thất đến ngoại thất. Chắc chắn luôn là nếu như anh chị đang định tìm một chiếc xe lướt thì đây là chiếc xe đáng để chị tham khảo đấy ạ. Ngoài ra nếu như mua mới thì cũng chưa có xe để giao ngay, nên là chiếc này cũng khá là hợp lý. Lát nữa em sẽ công bố giá để cho anh chị cùng tham khảo. Giá của nó cũng đang rất là hợp lý. Ở cái đời này thì nói thật luôn với anh chị, nếu như định mua một chiếc xe rộng rãi, thoáng thì Fortuner có lẽ là sự lựa chọn gần như là tối ưu và số 1 rồi. Không có sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn. Vì trong cái phân khúc này rộng rãi, rồi thì trường xe và bền, thì gần như là Fortuner số 1 rồi. Từ xưa đến nay, từ rất rất lâu rồi, Fortuner vẫn chiếm được cái vị thế riêng của mình. Có những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như là Ford Everest, tuy nhiên là rất nhiều anh chị vẫn thích Fortuner. Form mới đẹp hơn rất là nhiều, thay đổi khá là nhiều. Nếu như anh chị để ý thì cũng thấy, cũng lâu lâu rồi em ấy lại có một chiếc Fortuner để lên sóng cho quý anh chị cùng thưởng thức. Thật sự là rất đẹp. Ghế chỉnh điện, cái ghế ở đây nó không hề bị móp mép hay bẹp gì cả. Đó. Nếu như anh chị đi mua xe cũ thì hãy để ý những chi tiết đó nhá. Xe rất là đẹp luôn. Và đây, sản xuất năm 2020, nhập khẩu Indonesia. Đó. Tất cả các vách, táp ly cửa hay là các cái chi tiết của chiếc xe này còn rất rất mới luôn. Đề nổ start top. Đó. Ở cái đời trước đó của xe Việt Nam ấy thì vẫn là đề nổ chìa khóa vặn chứ chưa có đề nổ start top. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được trang bị thêm ga tự động cruise control mà những chiếc xe Việt Nam trước đây không có. Màn hình Pioneer nguyên bản nguyên zin theo xe, được trang bị thêm camera lùi. Đó, cũng như là có tích hợp audio giải trí nghe nhạc USB và có
Bluetooth, có thêm cả đĩa CD nữa. Rất là nhiều những chiếc xe của đời bây giờ đã ngắt đi cái option đĩa CD vì là cũng nhiều người và nhiều hãng quan niệm là bây giờ gần như là không sử dụng đĩa CD là nhiều. Tuy nhiên nếu như muốn nghe nhạc chuyên sâu hoặc là nghe ở cái đỉnh cao thì chúng ta sẽ nghe những cái đĩa DVD thật sự là nó chất lượng thì âm thanh nó khác hẳn. Ở đây thì có hệ thống chống trơn trượt ạ, có chế độ lái và có power mode. Đó. Cần số. Cái vân ốp gỗ ở đây thì không hề có một vết xước nào luôn. Rất mới ạ. Đó. Vô lăng đây, vô lăng zin. Số km hiện tại là 9.170 km. Đó, 9.000 km. Ngoài ra thì trên bản này của em còn được trang bị thêm đèn auto, có thêm gảy số vô lăng đấy ạ, cộng trừ ở đây khá là tiện lợi, có cảm biến, rồi thì được lắp thêm cảm biến áp suất lốp ở đây, đó rất là mới. Đây ghế, hàng ghế phía sau đây quý anh chị có thể tham khảo, rất là rộng rãi ạ. Nói chung là ngồi chiếc này ở trong cái phân khúc 7 chỗ thực thụ thì Fortuner này nó cũng rất là đắt hàng và ăn khách. Hiện tại thì chiếc Fortuner này sản xuất năm 2020, màu trắng, biển số Sài Gòn, hiện tại bên em đang giao bán ở trên thị trường với giá là 1 tỷ 130 triệu. 1 tỷ 130 triệu quý vị và anh chị nhé. Để mua trả góp thì anh chị hãy chuẩn bị cho em cỡ tiền khoảng tầm 400 triệu. Em sẽ làm thủ tục trả góp để hỗ trợ anh chị lấy xe sớm nhất có thể với cái lãi suất ưu đãi dành cho mua bán ô tô. Về cảm nhận riêng của cá nhân em ở cái đời này, Fortuner này thì khác hoàn toàn so với trước đây. Ví dụ nhá, vào số không hề giật đùng đùng như trước đây nữa rồi. Hộp số thay đổi êm hơn rất là nhiều. Nó không như trước. Đó. Ở đây thì tất cả những cái phím bấm đều được chỉnh ở trên vô lăng, thậm chí là có ra lệnh bằng giọng nói và có kết nối điện thoại rảnh tay. Ở đây thì các chế độ lái để chúng ta lựa chọn thôi. Có thông số kỹ thuật sẽ hiển thị hết ở trên màn hình trung tâm. Đó. Thật sự là vào số chúng ta không còn cảm nhận được nó sẽ giật giật như trước đây nữa. Trước đây khi mà chúng ta vào số của Fortuner ấy, nó hay bị giật. Nhưng đời này thì thật sự là đã thay đổi khá là nhiều và khác hẳn so với trước đây rồi. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Chi tiết thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình hoặc là inbox trực tiếp em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo để có thể ngắm về chiếc xe này, hoặc là em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe để cho anh chị cùng tham khảo. Còn bây giờ mọi người đừng quên lấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.